thưa quý khán thính giả, tình trạng nhân quyền tại Việt Nam lại một lần nữa gây chú ý cho công luận. Ngay trong những ngày đầu năm Nhâm Thìn 2012, các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế cũng như giới lập pháp Mỹ và những nhà vận động cho nhân quyền Việt Nam đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Việt Nam không những không có tiến bộ mà còn gia tăng các biện pháp trấn áp nhắm vào giới tranh đấu, các nhà dân chủ cũng như các tiếng nói bày tỏ chính kiến trong nước. Nếu như tại Hà Nội, các thượng nghị sĩ Mỹ cho rằng nhân quyền tại Việt Nam là yếu tố then chốt trong việc thăng tiến các quan hệ quân sự với Hoa Kỳ, thì tại Washington, nhiều dân biểu Mỹ đã công khai lên án chính sách đàn áp nhân quyền của nhà nước Việt Nam. Tuyên bố trong cuộc họp báo tại Hà Nội nhân chuyến viếng thăm Việt Nam, hai thượng nghị sĩ có nhiều uy tín của Hoa Kỳ là các ông John McCain và Joe Lieberman cho biết Hoa Kỳ vẫn còn nhiều quan ngại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam trước khi đưa ra các quyết định gia tăng quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Cụ thể, theo các thượng nghị sĩ Mỹ, Việt Nam cần phải có tiến bộ về nhân quyền trước khi được Hoa Kỳ xem xét đến việc mua bán vũ khí. Cũng nhân chuyến viếng thăm Việt Nam lần này, phái đoàn 4 thượng nghị sĩ Mỹ đã có cuộc gặp với các nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền Việt Nam là bác sĩ Phạm Hồng Sơn, luật sư Lê Quốc Quân và luật sư Nguyễn Văn Đài. Cùng tham dự cuộc gặp giữa các thượng nghị sĩ Mỹ và các nhà dân chủ Việt Nam hôm 20 tháng Giêng tại khách sạn Metropole Hà Nội còn có đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông David Shear. Lên tiếng trên đài Á Châu Tự Do sau cuộc gặp, luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết. Theo quan điểm tôi thì cuộc gặp có rất là quan trọng bởi vì lần đầu tiên những thượng nghị sĩ hàng đầu của Thượng viện Hoa Kỳ họ quan tâm đến vấn đề nhân quyền và họ cũng quan tâm đến tình hình dân chủ của Việt Nam. Thì họ muốn tìm hiểu cũng như trao đổi các vấn đề liên quan đến nhân quyền. Ông Joe McCain chỉ nói với chúng tôi một điều gì. Trước đây thì ông đã từng hy vọng rằng Việt Nam có cải thiện nhân quyền. Nhưng mà hiện nay thì ông rất là buồn và cái tình trạng nhân quyền không những được chẳng được cải thiện thêm bao nhiêu mà lại còn tệ hại hơn. Đấy là cái quan điểm của thượng nghị sĩ nói với tôi như vậy. Cũng liên quan đến nhân quyền và ban giao Mỹ Việt, trong cuộc điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ hôm 24 tháng Giêng, các dân biểu Mỹ cho rằng cần phải đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC vì tình trạng gia tăng đàn áp tại Việt Nam. Theo dân biểu Chris Smith, tác giả dự luật nhân quyền cho Việt Nam, thì It's time for Vietnam to cease its persecution of believers. Đã tới lúc chính phủ Việt Nam nên ngừng lại tất cả những hành vi trấn áp và xử phạt những người sống vì đức tin của họ, chấm dứt việc đàn áp bịt miệng những nhà hoạt động dân chủ và bảo vệ quyền con người. Trong tất cả những yêu cầu chính đáng này thì chính phủ Hoa Kỳ trên mức độ tương quan ngoại giao với Việt Nam cần giữ một phần của vai trò tích cực để khuyến cáo, lưu ý và nhắc nhở Việt Nam thực thi cũng như tôn trọng nhân quyền, đồng thời tôn trọng quyền lợi của người dân trong nước của họ. Cũng tại buổi điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ đầu tuần này, ngoài tình trạng vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo, đàn áp các tiếng nói dân chủ, giới blogger, những người bày tỏ chính kiến trên mạng, internet, v.v., Việt Nam còn bị tố cáo tiếp tay cho nạn buôn người qua hình thức lao động xuất khẩu. Hiện diện tại buổi điều trần với tư cách nhân chứng, cô Vũ Phương Anh, một cựu công nhân xuất khẩu Việt Nam, nói trước Quốc hội Hoa Kỳ rằng cô đã bị tấn công và làm việc như một nô lệ ở Jordan. Theo cái lời mà nhà nước kêu gọi và tôi đã tham gia chương trình xuất khẩu lao động vào đầu năm 2008 và được đưa đến lao động ở tại Jordan, ở một hãng may mặc của người chủ Đài Loan. Và khi chúng tôi đến Jordan khá tối rồi và ngay lập tức là công ty thu lại những cái hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của tôi và bắt chúng tôi phải đi làm ngay lúc đó và không được nghỉ ngơi. Và từ ngày hôm sau mà chúng tôi đã phải đi làm là 16 tiếng một ngày. Cô Vũ Phương Anh cho biết thêm rằng việc ra làm chứng trước Quốc hội Mỹ có thể gây ra nguy hiểm cho cô và gia đình, nhưng cô phải mang nạn buôn người có sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam ra ánh sáng để sẽ không còn ai khác là nạn nhân như cô về sau. Kính thưa quý khán thính giả, cũng ngay trong những ngày Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn, trong lúc quốc tế tiếp tục lên tiếng kêu gọi Việt Nam tôn trọng các nhân quyền căn bản của người dân, thì ngay trong nước, tình trạng công an lại bắt bớ, đánh đập người dân vẫn diễn ra khắp nơi. Mới nhất, tại Bắc Giang, công an đã đánh đến chết một người tham gia biểu tình chống trưng thu đất. Người thiệt mạng tên là Nguyễn Văn Hùng, 50 tuổi, ngụ tại xóm 2, thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Gia đình ông trình bày, trong lần cưỡng chế đầu tiên, do xót của, ông Hùng đã xông ra ngăn cản chính quyền và bị đánh. Một người dân nơi đây cho biết. Không riêng gì trường hợp ông Hùng, theo người dân địa phương thì trong đợt cưỡng chế hồi cuối năm rồi, công an đã đánh đập rất nhiều người dân. Những người nào mà chống cự là nó đánh này, nó đánh cho nó xé ảnh băng này, xé cờ này. Rồi thì những ai mà vào giữ phượng là bắt đầu nó đuổi, nó cho chó, nó đuổi không được, nó thả chó, nó đuổi, nó bò vào mình. Vừa công an, vừa dân quân tự vệ, rồi vừa
phụ nữ này nọ đủ hết các ban ngành. Và cuối cùng, thưa quý vị, trong lúc dư luận còn chưa hết bàn tán về cách hành xử của chính quyền trong vụ tranh chấp đất đai dẫn đến nổ súng ở Hải Phòng, thì tin tức từ gia đình ông Đoàn Văn Vương cho biết, từ ngày bị bắt giam tới nay, ông Vương đã nhiều lần bị đánh đập, nhục mạ trong tù. Tin do một người tù cùng trại với ông Vương tiết lộ cho em dâu của ông biết. Bà Hiền nói với phóng viên Quỳnh Chi của AFP. Dạ, em chỉ trao đổi qua điện thoại thôi chị ạ. Thì anh cũng kể là bị quản giáo một cái nhé. Người kể chuyện nói tiếp là quản giáo thóa mạ nạn nhân và đòi giết, đòi đánh gãy tay nạn nhân. Trước tình cảnh này, gia đình nạn nhân cho biết sẽ làm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng. Vì hơn ai hết, chính bà Nguyễn Thị Thương, vợ của ông Đoàn Văn Vương, là người đã nếm trải những đòn tra tấn của công an ngay trong những ngày đầu bà cùng bị bắt với những người trong gia đình. Đánh bọn em rất là đau khi mà đến khi mà bọn em khai là chúng tôi biết nhưng mà chúng tôi không làm. Thế thì họ quy chúng em với tội là tổ chức để chống lại người thi hành công vụ. Họ dùng những cái gậy sắt đấy, họ đánh nào là đánh vào chân, rồi vào đầu, rồi là vào bụng. Họ cứ thúc vào bụng này này. Mọi người còn kêu là nó đang có bầu đấy. Thế nhưng mà họ vẫn cứ đánh. Kính thưa quý vị, những gì đang xảy ra ở Bắc Giang, Tiên Lãng cùng với cái chết của nhiều người khác ở Hà Nội, Vinh, Quảng Nam, Phú Yên, Đồng Nai, v.v. khi bị công an giam giữ đã khiến cho dư luận không khỏi đặt ra câu hỏi là tại sao bây giờ tình trạng công an đánh người lại phổ biến nhiều đến như vậy. Việt Nam tuần qua và Diễm Thi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.